đây là Chicago, thành phố Chicago đây này. Chicago. Và đây là hồ Michigan này. Cái đúng lúc mình ra đây thì lại mình lại không thêm mang theo máy ảnh. Đúng không? Đó. Cái lúc mà mình đi ra đây là hồ Michigan. Tối om rồi đâu thấy gì nữa đâu. Thành phố này được gọi là thành phố gió, Windy City, lung linh khi về đêm, mà đặc biệt bây giờ đang rất lạnh. Tòa nhà cao cao đây là Willis Tower, tòa nhà cao 103 tầng tại Chicago. Cái tòa nhà mới có cái cột màu tím tím đó là Trump Tower, và cái khách sạn của Tổng thống Trump đó. Còn cái tòa nhà kia là cao 96 93 hay 96 tầng gì đó, có thể ngắm được cả hồ Michigan luôn. Nó rất là đẹp luôn. Đây là thành phố Chicago nha. Bây giờ là tháng 11, nhiệt độ bây giờ tính ra độ C khoảng âm độ C khoảng 30 độ F. Không biết nữa. Rất dở về tính toán. Lạnh đeo luôn. Trên kia có chiếc máy bay kìa. Trực thăng hay máy bay? Chắc là máy bay. Tao dán chụp hình gì mà như trời trồng vậy. Tung tăng đi dọc bờ hồ. Đi ngắm cặp đôi nắm tay kìa. Máy bay. Dạo này máy bay bay ít quá. Hồ Michigan này rất là rộng luôn, nó chạy qua tới Canada luôn. Nó giáp mấy tiểu bang luôn. Bang Michigan, Illinois, rồi bang gì nữa ta? Không biết có Wisconsin nữa. Đó rồi nó giáp luôn phía nam của Canada luôn. Có cái hồ nước Niagara hay gì đó, cái thác nước đó. Nó còn đổ về hồ này. Thank you.
chứ. Thành phố lung linh về đêm, mà ban ngày nó còn nhộn nhịp hơn nữa. Mà bây giờ cái tòa tháp kia không biết đâu có cho lên trên đó không, dịch mà không biết đâu có cho lên không. Năm trước mình có lên trên đó. Cái tòa nhà 93 tầng thì chưa có lên. Tòa nhà 93 tầng thì nó có cái cửa sổ mà nó đưa ra, xong rồi nó nghiêng bao nhiêu độ, nó 45 độ gì đó. Lạnh không? Quay được cái gì chứ? Quay được rồi. Ok, bye bye mọi người, mình đi về đây, lạnh quá rồi. Không phải đi về mà đi lên xe, đi dạo dạo vòng vòng thành phố. Ok. Có ai khùng khùng như mình không? Bye bye.